Nếu mọi thứ đều có thể vứt bỏ lại đằng sau một cách dễ dàng như Vạn Lý đã nói, thì bà Ánh Tuyết đã không phải bị dằn vặt, phiền muộn, lo lắng, đau khổ suốt một khoảng thời gian dài 18 năm như thế. Hình như mãi mãi và chẳng làm sao quên được cái cảnh khủng khiếp đó. Cái cảnh người chồng yêu quý, ông Hoài Ngọc, khi chết thảm. Dù sự việc diễn ra chớp nhoáng, đột ngột, giữa tiếng la hét, binh khí chạm nhau, giữa những bóng người trùng lấp, cơn kinh hoàng, sợ hãi, bất ngờ đến khó tin, không chấp nhận nổi, và bà chẳng sao quên được. Hình ảnh còn quá rõ ràng, cái tên tướng cướp đầu đạn, Hoài Ngọc và Kha Sĩ Bằng với những thanh gươm, mã tấu quyện lấy nhau. Họ gần như tạo thành một khối, và khi tất cả tách rời nhau, thì cái thanh mã tấu dính đầy máu kia lại nằm trong tay Kha Sĩ Bằng. Chuyện đó thật khó tin. Sau đó bà đã sống kiếp sống quá bùa ngay từ thời thanh xuân. Thử hỏi, cái cảnh nát lòng như vậy, ai lại không thù, không hận? Dù 18 năm đã trôi qua, mỗi lần nhắm mắt lại là bà lại thấy hình dáng của ông Hoài Ngọc đẫm ướt máu me, nằm chết thảm. Hận thù đó thời gian qua đi vẫn không phai mờ, trái lại nó như khắc sâu hơn, mãnh liệt hơn. Nhất là vào những lúc buồn, lúc nghĩ lại tình yêu cũ, lúc nhớ đến nỗi bất hạnh của mình. Nếu không có Lạc Mai, không biết bà sống nổi hay không, hay là đã. Và ngày tháng đã trôi qua một cách vô vị, cuộc đời một màu xám xịt. Bà Ánh Tuyết còn có mặt trên cõi đời ô trọc này thì cũng chỉ vì hiện diện của Lạc Mai. Lạc Mai là một hạt ngọc, một cái phao, một vật báu duy nhất. Nó vừa đẹp vừa dễ thương từ lúc nhỏ. Nó đã biết cách chiều chuộng, chinh phục tình thương của mọi người. Chính vì vậy, Lạc Mai là tất cả. Và vì muốn cho hạt ngọc kia toàn bích, bà đã dành hết mọi tình thương của mình cho con, dạy dỗ con. Bà vừa đóng vai trò người cha nghiêm khắc, vừa là một người mẹ nhân từ. Bà đưa con vào nề nếp ngay từ thuở nhỏ. Chuyện đáng khen thưởng thì khen thưởng, đáng phạt thì đáng phạt, không chiều chuộng một cách vô lý. Một phần cũng vì tự ái, bà không muốn mọi người xem thường mình, không muốn để người ta đánh giá. Đó chỉ là thứ mẹ quá quan côi. Mặc dù ở nhà họ Hàng này, từ lớn chí nhỏ, ai ai cũng đều yêu quý Lạc Mai, quan trọng hai mẹ con bà. Nhưng với bà thì có thế nào ở đây cũng chỉ là chỗ tạm dung thân, chứ nào có phải là nhà riêng của mình đâu. Tình cảm của mọi người có dành cho mẹ con bà thì nó cũng còn khoảng cách. Đôi khi nó lại là một thứ tình thương hại dành cho kẻ sống nương nhờ. Lúc nào bà Ánh Tuyết cũng có cái cảm giác như thế. Lạc Mai không những là trái tim của bà Ánh Tuyết, mà còn là lý do, là bổn mệnh. Vì vậy, khi phát hiện ra đứa con gái từ nào tới giờ chỉ biết ngoan ngoãn vâng lời, đột nhiên nói dối để sang làng khác xong chơi, mà nào phải có như vậy thôi, nó còn mang cả thương tích quay về. Đó là cả một biến cố to tát làm cho bà cũng khuynh đảo. Ở phía bên này thì bà Thục Bình cũng bận rộn tẩy rửa các vết thương và sức thuốc lên khuôn mặt bầm tím của Hùng Đạt. Ông Bá Siêu thì đứng cằn nhằn cái vô trách nhiệm của con trai. Chỉ có một chuyện bảo vệ cho Lạc Mai cũng không nên thân. Anh trưởng Hùng Vi cũng đang chuẩn bị ra pháp để trị tội đứa em khó dạy, trong khi Di Quân tìm mọi cách để xin tội cho người em chồng. Trong cái không khí đầy bão táp đó, Hùng Đạt thấy chỉ có bà chị dâu là thông cảm với mình, nên mếu máo nói: ở đây không ai chịu hiểu hoàn cảnh em hơn là chị á.
Ông Bá Siêu đang bực dọc, nghe Hùng Đạt nói vậy, như đổ dầu vào lửa. Tội lỗi tày trời như vậy mà mày còn dám biện minh nữa hả? Tại sao mày dám mạo hiểm dẫn Lạc Mai đi chơi? Không những vậy lại còn để cho nó bị trúng tên bị thương nữa. Mày không biết Mai là hòn ngọc của dì Tuyết, cũng là cháu cưng của nhà này hả? Mày làm như vậy làm sao phải với dì với mẹ mày chứ? Bữa nay ta không thể chỉ mày không có được, buông thả rồi sau này mày còn làm đến cái chuyện đóng trời nào nữa thì sao? Vừa nói ông vừa xông về phía Hùng Đạt. Si Quân và Hùng Vi vội vàng bước tới can. Bà Thục Bình thì giang tay bảo vệ cho thằng con trai xui xẻo. Không khí gia đình trở nên rối loạn. Bà Ánh Tuyết đang ngồi yên lặng cũng không thể ngồi yên. Bà đứng lên run giọng nói: Xin lỗi anh chị nha, xin quý vị hãy nghe tôi nói đây. Tiếng nói của bà kéo không khí trở lại sự bình yên cũ. Mọi người quay qua: Anh chị định trừng phạt Hùng Đạt, nhưng mà em nghĩ thì lỗi chưa hẳn là của nó. Chúng ta phải cần truy nguyên rõ ràng. Ở đây em thấy người phạm tội chính là Lạc Mai, con gái của em, chứ không có phải là anh nó. Rồi bà Ánh Tuyết quay sang nhìn Lạc Mai, cô gái đang đứng khoanh tay cúi đầu bên cạnh. Bà nghẹn lời tiếp: Bởi vì nếu mà Lạc Mai mà biết chân lời, biết tự kiềm chế, thì dù Hùng Đạt nó có rủ rê thế nào, nó đâu có đi. Nhưng mà Lạc Mai nó quá nông nổi, ham vui. Nó không những không có nhân lời mà lại còn hành động nông nổi quá trớn. Nó không những là mất mặt em, mà còn là mất mặt cả họ hàng của anh chị. Tội đó, em thấy phần lỗi cũng ở em. Em đã giáo dục bất nghiêm nên con nó mới như vậy. Con còn làm ảnh hưởng cả gia phong của anh chị. Nói xong, bà Ánh Tuyết sụp xuống. Mọi người giật mình. Lạc Mai sợ hãi vội quỳ xuống bên cạnh mẹ. Mọi người không hẹn cùng bước tới đỡ bà Ánh Tuyết lên, khuyên nhủ, can ngăn. Chỉ có Lạc Mai là vẫn quỳ yên. Lạc Mai cúi đầu với những giọt nước mắt. Lạc Mai thật sự hối hận vì đã khiến mẹ buồn. Si Quân thấy vậy kêu lên: Trời ơi, chuyện nào có gì nghiêm trọng mà lại gây cấn thế? Và quay sang bà Ánh Tuyết, Di Quân nói: Thưa dì, Hùng Đạt và Lạc Mai dù gì cũng còn trẻ, con nít thì làm sao tránh khỏi chuyện ham vui. Chuyện ham vui, nhưng nhờ vậy qua cái chuyện vừa xảy ra thì chúng nó cũng rút được một bài học nhớ đời, sẽ không có dám tái phạm lần thứ hai. Dì nghĩ có đúng không? Ông Bá Siêu vẫn chưa hết bực dọc, ông nói: Dì lạ thiệt Tại sao đến giờ này mà dì còn phân biệt là nhà tôi nhà dì nữa chứ? Có xấu hổ thì xấu hổ chung. Thật ra thì cái chuyện dạy dỗ bất nghiêm không có phải chỉ là trách nhiệm ở dì, mà phải nói là ở cả tôi. Bà Ánh Tuyết lắc đầu: Hiện giờ đang rối rắm, em không có muốn tranh luận gì cả, nhưng mà em muốn anh chấp nhận một yêu cầu của em. Điều gì? Dì cứ mạnh dạn mà nói. Xin anh cho em đổi một con A đầu khác cho Lạc Mai. Để từ đây về sau, em cần phải nghiêm khắc canh chừng nó. Nó cần một phụ tá lanh lợi hơn. Còn cái con tiểu bội cũ, em thấy nó chưa có đủ trách nhiệm. A đầu tiểu bội lúc đó đang đứng núp bên kẹt cửa khóc. Nghe bà Ánh Tuyết nói vậy, nó kinh hoàng chạy vào, sụp xuống, òa khóc trước mặt bà Ánh Tuyết: Thưa bà đừng có giận con. Con có tuy ngu nhưng mà con biết phục thiện. Con hứa với bà là từ nay con sẽ cố gắng. Con chỉ xin phép cho con ở lại với cô Lạc Mai. Từ đây về sau, bà bảo thế nào con cũng dân theo. Con xin dâng lệnh ông, các cậu, các mợ. Tiểu bội dập đầu nói. Hết dập đầu, nó lại ngước lên cầu cứu những người đứng chung quanh rồi khóc. Nhưng chẳng ai dám xin xò gì cho nó. Chỉ có Lạc Mai, vì tình thầy trò chị em nên xúc động, quay qua ôm lấy tiểu bội rồi năn nỉ mẹ: Mẹ ơi, con biết là hành động của con là sai trái, làm cho mẹ thất vọng. Mẹ muốn trừng phạt con như thế nào con cũng chịu, vì đó là hoàn toàn lỗi con. Con xin mẹ đừng có đổ lỗi cho tiểu bội, nó vô can. Nó là đứa ngoan ngoãn, nó theo hầu con từ năm lên tám tới giờ. Bao nhiêu năm qua con đã xem nó như là em ruột của mình á.
Chuyện hôm nay là tại con chẳng có can dự gì tới nó hết á. Con đã làm cho mẹ mất mặt. Tại con cả. Con lại hồ đồ để cho mình bị thương. Con biết mà. Cha con ngày xưa cũng mất mạng trong một tai nạn vô tình. Đó là một cái ám ảnh khủng khiếp của mẹ. Đúng ra thì con nên tránh. Đừng có để cái hình ảnh đó xảy ra nữa. Con bất hiểu không có giận là mẹ. Mặc dù mẹ thương con, vì mẹ chỉ có một mình con. Mẹ sợ con gặp bất trắc. Nếu con là người biết yêu quý mẹ thì con phải biết bảo trọng lấy mình. Chỉ có vậy mà con không có làm được. Trái lại con còn làm cho mẹ đau lòng nữa mẹ. Con thành thật xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy tha lỗi cho con. Rồi Lạc Mai khẩn khoản nhìn mẹ với ánh mắt hối hận. Bà Ánh Tuyết có vẻ xúc động. Bà đưa tay ra vuốt lấy má con và khóc. Thục Bình trông thấy cũng khóc theo. Bà nói: Thôi vậy cũng đủ rồi. Lạc Mai từ nào tới giờ là một đứa con gái ngoan. Nó cũng mới chỉ phạm tội có lần đầu. Vậy em cũng nên tha cho nó. Nó cũng đang bị thương, đừng có để cho nó xúc động nhiều. Bà Ánh Tuyết gật đầu nói với Lạc Mai: Thôi mẹ không dạy con nữa, đứng dậy đi. Và quay sang Tiểu Bội, bà trấn an: Được, bà tha cả cho con nữa, đứng dậy. Bà cũng chấp nhận lời yêu cầu, dẫn để cho con được hậu Lạc Mai. Sau cơn mưa trời lại sáng, bão tố qua rồi. Lạc Mai quay qua Tiểu Bội, nửa như nói với Bội, nửa như an ủi chính mình: Thôi xong rồi, xong rồi, chẳng có gì để buồn nữa đâu. Đúng là mưa gió đã qua, nhưng nào phải mọi thứ đã trở lại như cũ. Ngoài mặt thì Lạc Mai như thế, cuộc sống có người hầu hạ, chẳng có gì để bận tâm. Nhưng thật ra thì ở tận cùng sâu kín của trái tim đã có một cái gì xuất hiện. Nó giống như một màn sương vô hình, nó kích động một thứ tình cảm vô cớ. Nó làm cho Lạc Mai vơ vẩn buồn mà cũng chẳng biết điều gì. Chỉ biết là những lúc ngồi một mình, làm cái gì cũng không được hết. Có cái gì ám ảnh, Lạc Mai muốn xóa đi để hồn nhiên trở lại, nhưng không được. Nó bắt Lạc Mai phải ngẩn ngơ, ngơ ngẩn, làm Lạc Mai đôi lúc cũng hoài nghi. Hay là ta bệnh? Bệnh gì? Chẳng biết. Vì nó rất kỳ quặc, không đau đớn mà cứ bắt tưởng tượng hoài. Lạc Mai nhớ đến cái đêm lễ hội rồi đỏ mặt. Tất cả tại cái anh chàng kỳ quặc mà ra cả. Tại sao anh ta biết quá nhiều những thứ liên hệ đến nàng thế, nhưng lại chẳng nói toẹt ra, cứ úp úp mờ mờ. Anh ta là ai và hành động như thế với mục đích gì? Lạc Mai còn nhớ rất rõ, khi anh chàng gỡ chiếc mặt nạ ra, cái khuôn mặt điển trai lịch sự đấy, anh ta cũng có cái giọng nói nhỏ nhẹ: Hẹn năm năm hôm nữa, khi nào bên làm dự án của cô họp chợ, chúng ta sẽ gặp nhau. Tôi sẽ có mặt ở cơn nam chờ đợi cô. Bất chợt Lạc Mai đưa ngón tay lên trán, tự hỏi: Đấy có thể gọi là một cách hẹn hò chăng? Nghĩ đến, bất chợt Lạc Mai giật mình. Ồ, sao vậy? Hôm nay ta làm sao vậy? Vô lý. Với một gã con trai xa lạ, ngay cả cái tên cũng chưa biết, vậy mà ta lại... Bậy thật. Rõ là ta đã điên, cứ tơ tưởng bậy bạ. Rồi Lạc Mai nói như tự trách mình: Vậy là sai, là không tốt nha. Ta không có được. Đừng như vậy nữa. Và Lạc Mai dứt khoát: Cái hôm làng họp chợ, ta sẽ ở nhà, không có đi đâu hết. Ta chẳng bước ra cửa, và từ nay không có nghĩ ngợi gì cả. Rồi Lạc Mai nhắm mắt lại, định thần ít giây. Sau đó Lạc Mai gật gù nói:
Vậy là tốt. Bắt đầu từ bây giờ, ta nên quên hết mọi chuyện, nhất là những cái chuyện gì có liên quan đến cái anh chàng kia. Cái ngày họp chợ trong làng cũng đến. Kế hoạch của Lạc Mai thực hiện được không? Hôm đó, bà chị dâu Si Quân muốn sắm thêm một ít son phấn, vài xồ để may áo mặc, nên đã kéo cho bằng được Lạc Mai đi theo. Không phải chỉ có thế, ngay cái con A Đầu tiểu bội cũng ham vui, nó cứ nài nỉ. Thế là Lạc Mai đành chiều. Thế là Lạc Mai lại ra chợ. Trên con đường lớn trải dài từ hướng nam đến hướng bắc của làng, chợ họp thật đông. Hôm ấy lại nhằm mùng 3 Tết nên rất náo nhiệt, gần như nhà nhà đều đổ xô ra ngoài. Người buôn, kẻ bán, tiếng gọi nhau ơi ới, tiếng chào hàng của lái buôn. Hàng hóa nhiều lại lạ mắt, gần như quầy nào Si Quân cũng ghé. Tiểu bội không có gì mua, nhưng có vẻ vui nhất. Nó hết chạy đầu này ngắm rồi đến đằng kia. Chỉ có Lạc Mai không hiểu sao cứ ở trong tâm trạng thẫn thờ, vừa chờ đợi một cái gì vừa như sợ hãi. Khi Di Quân tấp vào một quầy bán phấn son thì tiểu bội đã ghé qua cái quầy giải trí bằng cách ném vòng cổ trai. Trước đó Di Quân biết tật mình chọn hàng lâu nên định ước với Lạc Mai là cứ đi đâu thì đi một lúc sẽ gặp nhau lại ở đầu chợ. Dĩ nhiên là Lạc Mai theo chân tiểu bội đến quầy ném vòng. Nhưng rồi cái trò chơi trẻ con này chẳng hấp dẫn lâu được Lạc Mai. Mai dốc túi lấy đồng bạc lẻ trao cho tiểu bội để nó chơi thoải mái, còn mình đi quanh đấy ngắm nghía, lòng vẫn cảm thấy lạc lõng. Tại sao ta lại như vậy? Phải chăng chị đã tin tưởng một câu hẹn hò bâng quơ? Khùng thật à, ta định tìm cái gì trong cái đám người ồn ào đông đảo này? Người ta nào cứ thật lòng nói chỉ để chơi vui, vậy mà lại tin. Thôi đừng có dối dẫn nữa, hãy bình tĩnh nào. Lạc Mai bực dọc và thấy lòng buồn buồn làm sao. Nè, mời quý vị, xin quý vị hãy ghé qua gian hàng của chúng tôi. Ở đây có rất nhiều đồ vật lạ mắt đáng xem đó. Có tiếng giao hàng của một gã lái buôn. Lạc Mai tò mò nhìn qua. Gã bán hàng ngà, hàng thêu, trang trí. Thấy người để ý, gã tiếp tục quảng cáo. Tôi không nói dối đâu nha. Đây nè, các bức tranh chữ này đều là thứ thiệt nha. Loại hảo hạng. Ngày xưa chỉ được trưng bày trong cung điện hoàng cung, hoặc ít ra là ở vương phủ, hiếm khi quý vị nhìn thấy. Còn bây giờ đã đổi đời, đất nước đã là dân chủ, những người dân thường chúng ta cũng có thể có được. Cơ hội ngàn năm một thuở, các bạn hãy mãi vô, mua vào, các bạn hãy đến xem. Lạc Mai chẳng có việc gì làm, tiểu bội lại đang mê mẩn với trò chơi, nên Lạc Mai bước qua quầy hàng bán đồ, bán cổ vật. Trước mắt nàng là những món đồ sứ, đai ngọc đủ kiểu, thật bắt mắt. Và rồi Lạc Mai cũng bị thu hút ngay. Có một tấm vải thêu đang treo ở góc quầy, hình thêu nổi bật. Gã bán hàng thấy Lạc Mai nhìn, vội vàng mang ra chào hàng. Gã trao tận tay Lạc Mai, vừa quảng cáo vồn vã. Cô hai nè, cô đúng là người am hiểu nghệ thuật à. Cái bức thêu này nguyên là vật quý báu của một vương tôn đó. Cô nhìn kỹ xem, chỉ để thêu con chồn trắng là lông thiệt của nó đó. Người thêu đã phải tước từng sợi lông thiệt ra dệt đó. Nghe nói ở đây có cả một huyền thoại. Người ta bảo là cái ông Dương Tôn này
đã gặp phải một hồ tiên cô xinh đẹp, rồi họ yêu nhau lấy nhau đó. À, cái chuyện đó cũng tương tự như trong Liêu Trai Chí Dĩ đó. Mà vậy là bức thêu này không phải chỉ quý ở đường nét thêu nha, mà còn quý vì có cái điển tích nữa đó. Cô thấy có phải không? Lạc Mai không phải bị quyến rũ lời quảng cáo đại ngôn của gà bán hàng, cũng không phải bị thu hút bởi câu chuyện liêu trai huyền hoặc, mà chỉ vì Lạc Mai nhớ đến cái đêm lễ hội làng bên cạnh. Hôm ấy, Lạc Mai cũng đã thả một chú chuồn trắng, rồi sự việc xảy ra sau đấy. Lạc Mai bất giác đứng ngẩn ra. Có một sự trùng hợp kỳ lạ. Lạc Mai chợt thấy thích thú với ý nghĩ này. Tại sao ta không mua bức thêu này về làm kỷ niệm? Nghĩ, và Lạc Mai hỏi ngay. Xin lỗi ông bán bao nhiêu vậy? 20 đồng. 20 đồng. Lạc Mai nghe nói mà giật mình. Con số quá lớn, vượt xa ngoài số tiền mà Lạc Mai có. Tiếc thật. Lạc Mai nhìn kỹ bức thêu, rồi lúng túng giao trả cho tay bán hàng. Bức thêu đẹp nhưng lại quá mắc. Gà bán hàng như hiểu được ý Lạc Mai, gà dò dẫm để cố bán được hàng. Sao? Thì cô cứ trả giá đi, cho cái giá nào cũng được. Mở hàng bao nhiêu thì cô mua được. Lạc Mai chưa kịp lên tiếng thì đằng sau có người nói. Bán 6 đồng đi. Tiếng trả giá khá quen thuộc. Lạc Mai giật mình quay qua, trái tim ngưng đập. Lạc Mai lắp bắp. À, thì ra là anh. Khởi Hiên với ánh mắt thú vị. Tôi đã bảo là tôi sẽ đến cơ mà. Khởi Hiên làm như cuộc gặp gỡ chỉ là tình cờ. Thật ra thì anh chàng đã theo chân Lạc Mai từ lúc rời vào nhà chợ. Anh bán hàng hơi lúng túng, hết nhìn Lạc Mai đến nhìn Khởi Hiên. Sao? Bây giờ tôi nên nói giá với ai đây? Khởi Hiên quay qua anh lái buôn và nói. Dĩ nhiên là phải với tôi. Làm sao? Tôi trả 6 đồng đó. À, không có được à. Không có được, không có được. Hàng quý hiếm vậy bán giá đó lỗ sao? Hãy trả cao lên chút đi, để tôi có lời chút đỉnh chứ. Vậy nghe, tôi bán cho anh 10 đồng á, giá hơi chán rồi đó. Khởi Hiên bình thản, chậm trái móc tiền trong túi ra đếm, rồi nói. 8 đồng đó, được không? Nếu được thì giao hàng, mà không thì thôi, cứ giữ hàng lại đi. Khởi Hiên bình thản, chậm trái móc tiền trong túi ra đếm, rồi nói. Gã bán hàng chủ trừ, làm ra vẻ không muốn, nhưng rồi thấy thái độ của Khởi Hiên, biết không thể đòi thêm, nên gà vội vã giao hàng và Khởi Hiên trả tiền. Lạc Mai đứng ngẩn ra nhìn, bởi vì mọi diễn biến xảy ra quá đột ngột. Lạc Mai không ngờ Khởi Hiên lại dám bỏ ra một số tiền to như vậy để mua. Mãi cho đến lúc chiếc hộp đựng tấm vải thêu ban nãy được đưa vào tay, Lạc Mai mới giật mình. Lạc Mai vội đẩy nó ra. Món hàng này là của anh mà. Khởi Hiên nói. Không phải, của cô đó. Và không đợi Lạc Mai nói thêm, quay lưng bỏ đi. Lạc Mai không biết làm sao hơn là đuổi theo. Giữa chỗ đông người thế này mà lớn tiếng gọi trả lại thì kỳ quá, nên Lạc Mai phải nhẫn nại đi theo Khởi Hiên, nhưng không tránh khỏi bực dọc. Khi đã đến chỗ thưa bớt người, Lạc Mai mới nói. Này, cái anh kia, anh làm gì kỳ vậy? Món hàng này là của anh bỏ tiền ra mua, thì anh phải đem về chứ. Khởi Hiên không quay lại, chỉ hỏi. Sao, vết thương hôm trước của cô làm sao, lành chưa, còn đau không? Anh chàng có vẻ quan tâm, làm Lạc Mai không biết làm sao hơn là đáp. Cảm ơn, lành rồi. Nhưng mà, còn cái món hàng này anh... Nhưng anh ta dường như chẳng màng đến, hỏi tiếp. Cái hôm cô và ông anh họ về tới nhà làm sao? Chắc là không dối được người nhà đâu phải không? Rồi bạn cô có bị rầy la hay là trách mắng không? Người lớn chắc là không có hài lòng phải không? Lạc Mai ngập ngừng một chút, thú nhận. Đúng rồi, dì Dượng và cả mẹ tôi đều không có vui đó. Vậy à? Vậy là cô Hạnh bị quả phạt,
có nghiêm trọng lắm không? Mẹ tôi á. Lạc Mai vừa nói đến đó thì ở đâu chợt vang lên tiếng phá nổ. Lạc Mai như sực tỉnh, đỏ mặt nói: Ông bậy quá à. Tại sao mà tôi đứng ở đây nói chuyện với anh chứ? Thì cô đi ra chợ không phải với mục đích là để gặp lại tôi sao? Để biết tôi là ai à? Lạc Mai đỏ mặt nói: Không phải vậy đâu. Lạc Mai lại nhìn quanh, không biết nãy giờ Di Quân hay Tiểu Bội có nhìn thấy cái cảnh này không. Nếu họ thấy, Lạc Mai không biết phải làm sao giải thích. Lạc Mai tiếp: Tôi đi chợ chứ không có hề có ý nghĩ gì khác à nha. Tôi cũng không có ý định là tìm hiểu anh là ai đâu. Chuyện đó chẳng có cần thiết. Còn bây giờ nè, anh làm ơn cầm lấy chiếc hộp này đi. Tôi phải đi về nhà ngay bây giờ đó. Anh chàng quay lại, đứng yên với một chút bất mãn và tự ái. Nếu cô thấy không thích, cô có quyền ném bỏ nó đi. Còn tôi, tự mua chỉ vì thấy cô thích muốn mua. Tôi biết như vậy vì tấm vải kia theo đúng hình con trồn lông trắng, cái con trồn định mệnh hôm nọ một thứ kỷ niệm, nên tôi quyết định mua nó cho cô đó. Từ trước đến giờ Lạc Mai chưa thấy anh chàng nào vừa táo bạo lại vừa thành khẩn như vậy. Bất giác Lạc Mai nhìn lên, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa. Tôi mua tấm vải thêu này còn một nguyên do khác nữa, đó là cái huyền thoại mà gã lái buôn nói đã thuyết phục tôi. Chuyện thiệt hay không tôi vẫn sẵn sàng tin, vì chuyện tình yêu bao giờ cũng dễ làm cho người ta xúc động. Chuyện tình yêu, mấy chữ mà gã con trai vừa dùng khiến Lạc Mai trở lại thực tại. Con gái phải cảnh giác, e dè, gìn giữ. Lời của mẹ nhắc nhở còn đó. Lạc Mai giật mình. Trời đất, hôm nay mẹ mà biết được là khi ra chợ ta lại đứng nói chuyện riêng rẽ với một anh chàng xa lạ, không biết cả họ tên, thì mẹ sẽ nghĩ sao? Lạc Mai không dám nghĩ tiếp, vội vã quay đầu đi nói: Tôi xin ghi nhớ lòng tốt của anh, nhưng mà cái tấm vải thiêu này nha, tôi thấy tôi không có quyền nhận. Anh chàng ngạc nhiên: Tại sao cô lại nghĩ vậy? Bởi vì con gái ai lại nhận quà của người xa lạ. Còn nếu như tôi cũng không có tiền để mà hoàn trả lại cho anh đâu. Khởi Hiên thuyết phục Lạc Mai: Tôi không phải là người xa lạ. Cô thấy đó, chúng ta gặp nhau đã hai lần rồi, nói chuyện với nhau cũng nhiều vậy. Vậy thì nào có phải gì là xa lạ nữa. Lạc Mai càng lúc càng cảm thấy sự nguy hiểm đang rình mò. Vâng, nếu cứ đứng đây mà nói chuyện mãi với anh chàng này thì người làng, người thân trông thấy chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Họ sẽ nghĩ sao? Biện minh, phân bua, vô ích. Lạc Mai càng nghĩ càng rối, nàng cương quyết một cách yếu ớt: Thôi thôi, tôi không có nói chuyện với anh nữa đâu, tôi phải đi đây. Nhưng Khởi Hiên không buông tha. Vậy thì thế này nha, cô cứ giữ lấy cái tấm vải thêu này đi, coi như tôi tạm ứng trước tiền trả, rồi từ từ cô sẽ hoàn lại cho tôi. Không có cần gấp lắm, chậm chậm cũng không có sao đâu, được không? Tôi không phải cho không cô đâu. Lạc Mai thắc mắc: Nhưng rồi hoàn trả lại với anh bằng cách nào đây? Bởi vì tôi hoàn toàn không có biết anh là ai. Chuyện đó thì không có cần phải bận tâm. Cô tin đi, chúng ta sẽ còn nhiều dịp gặp lại nhau nữa mà. Hãy tin, còn nhiều dịp gặp lại. Nhưng anh ta là ai? Tên gì? Lạc Mai ở trong cái tình huống khó xử, nửa muốn hỏi, muốn cự tuyệt, muốn nhận rồi cảm ơn, nhưng không biết nên xử trí bằng cách nào. Ngay lúc đó, Khởi Hiên hướng mắt về phía Lạc Mai, nói: Nhìn kìa, hình như người nhà của cô đang đến tìm cô đó. Lạc Mai giật mình quay lại, nhưng chẳng thấy ai quen. Và đến khi quay trở lại thì bóng dáng của anh chàng lạ ban nãy cũng đâu mất. Lạc Mai đành ôm lấy chiếc hộp đựng vải thêu, tần ngần tìm kiếm.
mọi diễn biến vừa xảy ra thật kỳ cục. Khi không rồi gặp bức vải thêu con chột lông trắng, đến cái anh chàng lạ lùng. Có điều anh ta có lý, ít ra hai người cũng gặp nhau hai lần, bảo là không quen thì cũng không đúng, lại có nhiều chuyện nói nữa. Nhưng càng nghĩ Lạc Mai thấy càng dối hơn. Táo bạo quá, dám nhận cả quà của một người xa lạ. Tên gì? Anh chàng là ai? Và trong cái tâm trạng bối rối đó, Lạc Mai quay về nhà. Đến nhà, đám gia nhân và cả người thân phát hiện Lạc Mai có gói hàng đẹp, ai cũng trầm trồ. Bà Thục Bình tươi cười hỏi: "Con mua hết bao nhiêu tiền vậy?" Si Quân tỏ ra biết chuyện, không chờ Lạc Mai đáp, nói: "Nó mua hết một đồng đấy." Bà Thục Bình kêu lên: "Ôi, một đồng mà vô lý, làm cái gì vậy, chán vậy? Xem này, đường ký mũi chỉ xuất sắc thêm giải thuộc loại hạng siêu đẳng nữa, theo ta tính giá thì nó tối thiểu là 10 đồng bạc. Bà Ánh Tuyết nhìn mặt hàng rồi chăm chú nhìn con gái. Mẹ nghe cũng nhận thấy như vậy đó. Con nói thật đi, con mua cái tấm giải thiêu này hết bao nhiêu tiền? Lạc Mai cảm thấy căng thẳng khi phải nói dối. Con chẳng có biết mình có mua hố không nữa. Cái tay bán hàng nói với con là cái tấm vải thiêu này trị giá tới 5 đồng, nhưng mà con bảo con không có mang tiền theo nhiều, chỉ có 1 đồng. Rồi cuối cùng gã cũng gói lại đồng ý bán cho con. Vậy là đúng, cả Si Quân cũng nói như vậy. Chẳng ai biết được là trên đường về, Lạc Mai đã nói giá cho Si Quân biết, và Di Quân chỉ lặp lại thôi. Kết quả là ai cũng tin, khen Lạc Mai mua được giá hời. Cái con Lạc Mai nhà ta đúng là lúc nào cũng may mắn. Hôm nay đi chợ lại gặp cái tay khù khờ bán hàng mới mua được giá rẻ như vậy á. Bà Ánh Tuyết nói, mọi người cười theo. Chỉ có Lạc Mai là thở ra nhẹ nhõm, vì thấy không bị ai nghi ngờ. Bà Thục Bình trải tấm vải thêu lên bàn, bà càng ngắm càng thấy yêu thích. Đây đúng là cổ quý, mũi thiều khéo mà chị cũng tốt, lại sống động đặc biệt. Từ giờ tới giờ nha, cái bức thiều ta chỉ thấy thiêu là hoa trái chim chóc, chứ nào có thấy ai thiêu một con chồn lông trắng thế này bao giờ đâu. Bà Ánh Tuyết liếc nhanh sang đứa con gái, cười và nói: "Thì cũng có thiêu con chồn trắng Lạc Mai nó mới mua." "Mẹ nói đúng không là?" Si Quân sực nhớ ra, nói: "Đúng rồi, đúng rồi. Lạc Mai bị trúng tên vì muốn cứu cái con chồn lông trắng kia. Và rõ ràng ở đây ta thấy có một sự trùng hợp. Biết đâu là vì Lạc Mai nó cứu cái con chồn đó, nên cái sự hiển linh đã sắp đặt để nó mua được vật báo rẻ, gọi là đền ơn cứu mạng." Lạc Mai cười: "Ba chị dâu của em đọc sách nhiều nên tưởng tượng thôi đó." Si Quân dễ dãi cười theo. Chỉ có bà Ánh Tuyết, bà Thục Bình và A Đầu Tiểu Bội vẫn nghi ngờ. Tiểu Bội nhanh miệng nói: "Mợ con nói cái lý nha, con thấy cái bức tranh thiêu này nha, càng nhìn á con thấy nó lạ lạ làm sao đấy, như là nó sống vậy đó." Vừa nói nó vừa dùng chiếc khăn tay lau nhẹ lên bức thêu. Lạc Mai vội ngăn lại: "Này này, cái con nhỏ kia, trong nhà mi muốn đụng bất cứ cái gì cũng được, nhưng cái này thì không, coi chừng mi làm hư của ta đó, mất linh rồi nha." Si Quân quay sang Lạc Mai, cười, nhạo: "Xem kìa, mới nói tôi lại dị đoan rồi, cô lại cũng tin có chuyện báo ơn là có thật sao?" Lạc Mai thẹn thùng nhìn xuống, lòng bỗng tự hỏi, cái anh chàng kỳ lạ kia, hắn bảo là sẽ gặp lại, thật không? Bao giờ? Ở đâu? Và chẳng hiểu sao, Lạc Mai muốn... chuyện đó rồi sẽ đến.
Lần thứ ba, Lạc Mai và Khởi Hiên gặp lại là lúc lễ hoa đăng. Địa điểm gặp cũng là khu nhóm chợ của thôn Tư An. Khởi Hiên xuất hiện cũng đột ngột bên cạnh Lạc Mai. Vào lúc Lạc Mai có một mình, không phải Lạc Mai ra chợ một mình, mà cùng với Hùng Vi, Hùng Đạt, Si Quân và Tiểu Vội. Nhưng những người này vì mê lễ hội nên đã chen nhau vào giữa đám đông để xem. Lạc Mai thì lục đục đi sau nên rớt lại. Lạc Mai chưa kịp chen vào thì đã bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh. Giật mình quay lại, thì ra anh chàng kỳ lạ hôm trước. Cũng chẳng hiểu sao Lạc Mai lại thuận theo gã rời đám đông. Khi cách khu chợ một khoảng xa, Lạc Mai mới nghe gã nói: Thành thật xin lỗi là đã đưa cô đến đây, nhưng vì có chuyện riêng muốn nói nên... Lạc Mai mặt đỏ bừng, xoa xoa cổ tay nơi bị gã ta nắm lấy. Sợ Lạc Mai mới kịp thấy bực: gã này hồ đồ, ngang ngược quá. Người ta con gái mà muốn kéo đâu thì kéo. Nhưng Lạc Mai chỉ lúng túng nói: Tôi đang để dành tiền để trả lại cho anh đây. Cái gì? Khởi Hiên như không hiểu. Lạc Mai làm ra vẻ nghiêm nghị: Thì để dành tiền để trả nợ đó. Cái số tiền 8 đồng hôm trước mà anh ứng đó không phải là một con số nhỏ. Hôm đó đến nay lại chỉ mới có 12 ngày. Anh tưởng tôi giàu lắm hả? Chưa để dành đủ đâu. Mà nếu có đủ thì hôm nay anh xuất hiện đột ngột thế này, tôi đâu có biết trước để mang theo mà trả. Khởi Hiên nháy mắt: Cô tưởng tôi đến đây để đòi nợ à? Khởi Hiên đứng quá gần làm Lạc Mai lúng túng. Nhưng mà ước gì 12 ngày qua ngày nào cũng có hội hoa đăng thế này thì hay biết mấy, phải không? Vì vậy ngày nào tôi cũng có dịp qua đây để gặp cô. Lạc Mai chợt thấy cáu: Ok anh này nè, lễ hội là lễ hội, ai cũng có quyền xem lễ. Còn chuyện của anh gặp tôi thì cũng là chuyện tình cờ thôi. Tình cờ sao được? Nếu nhà tôi cũng ở trong cái thôn Tứ An này thì chuyện gặp nhau có thể xem như tình cờ. Lần này tôi ở tận làng Vũ Sơn, muốn qua đây phải cưỡi xe đạp, xa hàng mấy cây số đó. Lời của Khởi Hiên đầy tình cảm làm Lạc Mai dịu giọng: Thôi được rồi, tôi tin anh nha. Nhưng mà anh muốn gặp tôi để làm gì? Khởi Hiên định nói gì đó lại thôi. Anh chàng nghĩ có nói Lạc Mai chưa chắc đã hiểu. Mấy ngày qua Khởi Hiên như kẻ mất hồn. Hôm nào Khởi Hiên cũng đạp xe đạp qua đây, đứng trên đồi cao nhìn xuống nhà họ Hàn, chỉ với một mục đích duy nhất: được nhìn thấy Lạc Mai. Nhưng điều đó Lạc Mai không biết, nên Khởi Hiên chỉ nói: Với Lạc Mai tôi chỉ là kẻ xuất hiện đường đột, tình cờ. Nhưng mà Lạc Mai có biết không, ngày nào tôi không gặp được Lạc Mai, tôi buồn ghê lắm. Anh này kỳ cục không? Nói năng gì bậm trợn có vậy? Anh phải biết là tôi không có phải là hạng mèo mã gà đồng đâu nha. Tôi không có hề có cái ý đó. Tôi lúc nào cũng quý trọng cô. Những gì tôi nói đều xuất phát từ lòng thành đó. Chẳng qua vì xúc động nên tôi không có biết sắp xếp lời lẽ thế nào cho nó qua Mỹ. Đối với cô, có lẽ tôi chỉ là một gã xa lạ. Nhưng với tôi xem cô như là một người thân đó. Một người mà mình quen biết lâu lắm rồi. Thiệt vậy đó. Mà chuyện này khó quá. Tôi không có biết phải nói làm sao nữa. Khởi Hiên tuy nói năng lộn xộn, nhưng cái thái độ thành khẩn của anh ta cũng làm Lạc Mai an tâm. Nếu vậy thì để cho ít xa lạ đó, anh phải cho tôi biết là anh tên gì. Không có lẽ cứ nói chuyện với một người mà không có biết tên. Kỳ thiệt nha, không có thể tiếp tục như thế này được đâu. Khởi Hiên định nói tên thật, nhưng nghĩ lại, nếu như vậy Lạc Mai biết chuyện, biết rõ thân thế của chàng thì Lạc Mai sẽ bỏ đi, và mãi về sau Khởi Hiên sẽ không còn cơ hội để gặp lại nàng nữa. Vì vậy sau một lúc suy nghĩ, Khởi Hiên liếc sang phía khác nói:
Tôi họ họ Hà và tên Khởi Hiên chợt trông thấy ánh đèn lóe sáng xa xa, chàng tiếp: Tên Minh chỉ có hai chữ thôi, Hà Minh. Lạc Mai không chú ý đến cái lúng túng của Khởi Hiên, nàng lẩm bẩm hai chữ Hà Minh trong miệng rồi nói: Thôi được, thế còn cái chuyện mà làm sao anh biết được tên tôi, cả gia thế tôi nữa, anh cũng biết gia đình họ hàng có gì dưỡng tôi ở thôn Tứ An này nữa, sao vậy? Anh tự tìm hiểu hay là vì cha mẹ anh có quen biết trước với chúng tôi? Khởi Hiên gật đầu bâng quơ. Dạ, gia đình tôi, nhất là cha tôi, rất biết rõ về dì dượng cô. Họ quen nhau nhiều năm về trước đó. Lạc Mai gật gù. Tôi cũng đoán như vậy đó. Bởi vì chỉ có quen thân mới biết rõ chuyện nhà tôi như vậy thôi. Dì dượng tôi kể lại rằng là chuyện của tôi. Lạc Mai vừa nói đến đó, đột ngột ngưng lại. Nàng chợt thấy không ổn. Không đúng lắm đâu, vì có quen thân cách mấy, đâu phải gặp ai cũng đem chuyện đó ra khoe. Trừ trường hợp, Lạc Mai nghĩ đến, rồi đỏ mặt nói: Thôi tôi quay về đây. Khởi Hiên giật mình nài nỉ: Có thể dừng lại thêm một chút nữa không? Lạc Mai cúi nhìn xuống: Không được đâu, nãy giờ tôi đứng đây nói chuyện với anh lâu quá rồi. Các anh chị tôi có lẽ giờ này đang đi tìm tôi đó. Vậy thì cô làm ơn cho tôi hỏi thêm một câu nữa được không? Khởi Hiên biết Lạc Mai định bỏ đi thật nên nói: Có phải là hôm nay cô ra đây cũng có ý là muốn gặp tôi phải không? Cô nói quá đường đột của anh ta làm Lạc Mai không biết trả lời như thế nào. Muốn bỏ đi lại không đi được vì anh chàng đang chặn phía trước. Lạc Mai lúng túng: Tất cả là tại anh hết đó. Thì ra anh cứ xuất hiện đột ngột rồi nói năng những cái thứ gì lộn xộn không à. Anh làm cho tôi lúng túng á. Trước mắt anh tôi như là đứa con nít, không có giấu gì được á. Anh ác lắm anh biết không, anh á mập mờ như là một cái tên ăn trộm vậy á. Lạc Mai nói một hơi, lời lẽ lung tung nhưng rõ ràng. Ý của Lạc Mai cho thấy Lạc Mai cũng quan tâm đến chàng. Hiên chỉ cần điều ấy. Khởi Hiên cảm động và đứng ngần ra. Lạc Mai thì không hiểu. Lạc Mai tưởng lời mình nói làm cho Hiên giận nên tiếp: Tất cả là cũng tại anh đó, tại anh hết đó, anh ác lắm á. Rồi Lạc Mai bỏ đi và Khởi Hiên không dằn được. Hiên chạy theo và ôm lấy cô gái vào lòng. Phải, lỗi tại tôi cả. Tôi thật là xấu xa. Lạc Mai hãy tha thứ cho tôi nha. Lạc Mai, em biết không, lời vừa rồi của Lạc Mai đã mang đến cho tôi cả một sự can đảm. Tôi hứa với em, tôi sẽ không có lén lút nữa. Tôi sẽ làm rõ mọi việc. Lạc Mai yên tâm đi và hãy kiên nhẫn chờ tôi nha. Lạc Mai nha. Khởi Hiên nói năng lộn xộn không kém. Lạc Mai có thể không hiểu Khởi Hiên định nói gì, nhưng mà giữa thời điểm này thì cần gì. Hai người cứ đứng như thế nhìn nhau cho đến lúc có tiếng hò reo của một đám trẻ nhỏ với những chiếc lồng đèn trên tay, chúng đang chạy đến. Họ mới giật mình buông nhau ra và Lạc Mai vội vã bỏ chạy về phía đám đông. Khởi Hiên đứng tần ngần nhìn theo. Lạc Mai đã mất hút trong rừng đèn, những ánh đèn lung linh trong đêm. Mọi chuyện như đã an bài và Khởi Hiên biết là muốn hạnh phúc chẳng bắt buộc phải hành động.